đèn dưa hấu. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ. Chuyện gì thế? Bố đồ nhỏ, con cũng muốn làm đèn bí ngô. Vẫn chưa đến Halloween, làm đèn bí ngô gì chứ? Bố đồ nhỏ, con muốn mà. Bố tìm cho con một quả bí ngô, con sẽ tự làm, không làm phiền bố, có được không? Trời nóng thế này, bố đi đâu tìm bí ngô cho con được? Đúng rồi, con đồ to. Con muốn ăn dưa hấu mát lạnh giải khát không? Không ăn. Không có bí ngô, chúng ta làm đèn dưa hấu được không? Đèn dưa hấu ư? Được, mát lạnh, ngọt liệm, giúp giải nhiệt. Bố đồ nhỏ, vậy chúng ta bổ dưa đi. Ấy, không không. Bổ đôi như bình thường, thì làm sao làm đèn dưa hấu được? Vậy à, thế phải làm thế nào? Nhìn bố đây. Bố đồ nhỏ, để con làm. Không được, bước này nguy hiểm lắm. Các bạn nhỏ không được cầm dao, bởi vì dưa hấu tròn, rất dễ lăn qua lăn lại. Nếu không giữ chắc, thì sẽ cắt vào tay. Vậy lúc nào mới cho con làm? Con nếm thử xem ngọt không? À, ngọt quá. Bố đồ nhỏ giỏi quá. Nhưng mà bố đồ nhỏ, cái lỗ hình tam giác này để làm gì? Cái lỗ này để làm cái mũi. Mũi ư? Con sẽ biết ngay thôi. Theo bố nào. Mũi, miệng. Tiếp theo sẽ dùng dao nhỏ để cắt. Dựa theo đường mà bố đã vẽ, khoét phần vỏ dưa đó đi. Cuối cùng đã được làm rồi. Quả dưa có thể lăn qua lăn lại. Con đừng cắt vào tay nhé. Được ạ. Bố sẽ quay lại ngay. Bố đồ nhỏ, nhìn này. Con đồ to làm tốt lắm. Con nhìn xem bố mang cho con cái gì. Mát lạnh, ngọt liệm. Vậy giờ làm gì để bố đồ nhỏ? Xem bố đây. Bố đồ nhỏ, con thấy cái này còn tuyệt hơn cả đèn bí ngô của Halloween. Đương nhiên rồi. Bố đồ nhỏ thật là thú vị. Nhà mình còn dưa hấu không ạ? Trời nóng, mẹ con ngại ra ngoài nên đã mua sẵn mấy quả dưa hấu. Chúng ta làm thêm vài chiếc đèn nữa nhé. Đợi mẹ tập về sẽ khiến mẹ bất ngờ. Mẹ về rồi đây. Ai tắt đèn thế? Cứu tôi với. Bố đồ nhỏ, con đồ to. Mẹ tập về đừng sợ, bọn con ở đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ tập về nhìn xem. Đây là đèn dưa hấu do hai bố con làm. Vậy hai bố con đã đem hết dưa hấu trong nhà. Một quả cũng không còn. Đều làm đèn hết rồi. Hai người lãng phí quá. Mẹ tập về đừng tức giận. Tới đây xem nào. Thế này không gọi là lãng phí chứ. Hai bố con đã cố gắng hết sức rồi. Bụng con sắp vỡ rồi. Thật là hết cách với hai bố con. Để lấy công chuộc tội, hai bố con phải nghe theo mẹ. Được, vâng, mẹ tập về. Con đồ to, mau đi cầm giỏ thức ăn của mẹ tới đây. Vâng. Bố đồ nhỏ, anh nghe này. Giúp em cắt những quả này ra. Tuân lệnh. Con đồ to, đèn dưa hấu chơi chán chưa? Mau tắt nến bên trong đi. Đem vỏ rửa sạch, rồi cầm tới đây. Mẹ tập về, rốt cuộc em định làm gì? Anh cứ chờ mà xem. Xà lách hoa quả mùa hè. Còn có nước ép dưa hấu mát lạnh. Món ăn sáng tạo giải nhiệt mùa hè. Mẹ tập về giỏi quá.
nói dối tốt đẹp. Buồn cười quá đi mất. Bố đồ nhỏ, bố làm hỏng hết tranh ghép hình của con rồi. Bố đồ nhỏ, có việc gì mà buồn cười thế? Vừa rồi ở tầng trên, bố nhìn thấy mẹ tập về đang thử váy mới. Nhìn xấu không thể chịu nổi. Có chuyện gì mà buồn cười thế? Bố đồ nhỏ nói mẹ. Không có gì, không có gì. Thần thần bí bí, hai bố con thấy cái váy mẹ mới mua có đẹp không? Không, ý anh nói là không thể đẹp hơn nữa. Thật sao? Kiểu dáng mới mẹ đúng là rất đẹp. Tốt quá, buổi tối sẽ làm món ngon để thưởng cho hai bố con. Bố đồ nhỏ, lúc đầu bố nói váy của mẹ tập về rất xấu, sao giờ lại nói là đẹp rồi? Vậy có phải là nói dối không? Chuyện này có lúc phải nói dối thiện chí để giảm bớt rắc rối đó. Thì ra là như vậy. Con về rồi đây. Về rồi à? Kẹo bông cũng tới à? Kẹo bông mới mua một chiếc xe điều khiển loại mới nhất. Lát nữa làm bài tập xong, bọn con sẽ cùng chơi. Anh nói với cô giáo là quên không mang vở bài tập, nhưng rõ ràng là chưa làm gì cả. Em không hiểu rồi. Có những lúc nói dối là để giảm bớt rắc rối. Được rồi, để em đi rửa tay rồi chúng mình cùng chơi. Anh đồ to, anh làm hỏng xe điều khiển của em rồi. Không phải, không phải anh làm hỏng. Hôm nay anh thấy Tiểu Minh lục ba lô của em. Nhất định là cậu ấy làm hỏng. Thật là, anh Tiểu Minh này hư quá. Giờ em sẽ tìm anh ấy tính sổ. Con đồ to, sao con lại nói dối người khác thế? Bố đồ nhỏ, chẳng phải bố nói có những lúc nói dối là để giảm bớt rắc rối sao? Con đồ to, là tại bố không làm gương tốt cho con. Từ hôm nay trở đi, hai bố con ta cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói thật nhé. Được ạ. Bộ phim này cảm động quá đi mất. Nam chính đối với nữ chính thật là tốt. Mẹ tập về đừng buồn nữa. Đây chỉ là phim thôi mà. Thằng bé này đúng là khiến mẹ mất hứng. Hai bố con tới đây xem này, những cây hoa này của mẹ thế nào? Nhìn nó rất đẹp, nhưng mà làm sao? Mẹ tập về, bình thường mẹ làm gì chỉ hứng thú được một lát, con thấy mẹ sẽ không kiên trì được lâu đâu. Con đồ to, con... Mẹ tập về, em bất giận, con chỉ nói sự thật thôi mà. Mẹ tập về, nói thật cũng không được sao? Ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ thử làm một món mới, thịt bò viên sốt muối. Nếm thử xem mùi vị thế nào. Thế nào, không ngon sao? Cái này rõ ràng là rất khó ăn. Thịt bò viên thì cứng, nước sốt thì loãng. Nếu hai bố con đều nói là không ngon, vậy hai bố con tự mình nấu cơm ăn đi. Bố đồ nhỏ, con đói quá. Bố cũng thế. Nếu không phải con khiến mẹ tức giận thì chúng ta cũng không đến nỗi không có cơm ăn rồi. Nhưng bố bảo con là chúng ta phải nói thật mà. Chuyện này, thật ra khi nói chuyện, ngoài sự thật ra thì cũng phải chú ý tới cách nói nữa. Cách nói ư? Cách nói như thế nào? Được rồi, để bố làm mẫu cho con xem nhé. Bố đồ nhỏ, anh gọi em ra đây, con cầm bộ váy đó để làm gì? Mẹ tập về, lúc trước anh nói với em là bộ váy này rất đẹp. Thật ra không phải lời nói thật. Hả? Vậy ý anh là rất xấu sao? Không phải, không phải. Thật ra điều anh muốn nói là bộ váy này kiểu dáng rất mới mẻ, màu sắc cũng đẹp, chất liệu cũng tốt. Chỉ là làm sao? Chỉ là không nhất định hợp với em. Anh nói như vậy hình như cũng đúng. Vậy em sẽ mau chóng rã lại cho đỡ lãng phí. Bố đồ nhỏ, bố giỏi quá. Con còn tưởng rằng mẹ tập về sẽ nổi trận lôi đình chứ. Biết rồi chứ, đây gọi là nghệ thuật nói chuyện. Không đúng, ý của anh vừa rồi chẳng phải vẫn là nói em mặc nó rất xấu ư? Anh nói thử xem, bộ váy đẹp thế này, em mặc sao lại không đẹp, vì sao lại không hợp? Anh không phải có ý đó. Thật ra, vậy anh có ý gì? Ý của anh là... Đừng có chạy, nói đi, nói cho rõ ràng. Xem ra chai đựng thư thần bí.
con đầu to. Con tới đây. Con sẽ dọn ngay. Sẽ dọn xong ngay. Bố đồ nhỏ, bố không sao chứ? Không sao, đương nhiên không sao. Con đồ to, bố không sao. Con đồ to, cái chai này ở đâu ra vậy? Đấy là... nhất định là nhặt được ở trong nước phải không? Bố đồ nhỏ, làm sao bố biết? Con đồ to, nói cho con biết, đây là chai đựng thư. Chai đựng thư ư? Chai đựng thư là cái gì? Con đồ to, con tự nghĩ xem, phía bên kia đại dương là cái gì? Bên kia đại dương là thế giới thần bí. Cái chai này chính là từ bên đó trôi dạt tới. Nó trôi mãi, cho đến khi con nhặt được nó. Bên trong cái chai này là thứ gì? Nhất định là một bức thư thần bí đến từ bên kia đại dương. Con đồ to, giờ chúng ta sẽ xem trong thư rốt cuộc viết những gì nhé. Được ạ. Bố đồ nhỏ, để con làm cho. Chỉ cần thiếu một chút. Ngón tay bố dài, để bố làm. Giỏi lắm, con đồ to. Bố đồ nhỏ, con không nhìn rõ trên đó viết chữ gì. Bố thì sao? Con đồ to, đây là bức thư thần bí, cần phải phục chế và giải mã, giống như chúng ta tìm ra mật mã vậy. Bố đồ nhỏ, vậy chúng ta mau giải mã đi. Nói không chừng là một bức thư cầu cứu đấy. Đúng thế, lỡ như để sót tin quan trọng thì không được. Con đồ to, bố phụ trách việc giải mã. Con phụ trách ghi chép nhé. Nhất định con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Con đồ to, e rằng bức thư thần bí này vĩnh viễn chỉ là bí mật. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta không giúp được người ở bên kia đại dương rồi. Có thể họ không chỉ ném xuống một chai thư. Nói không chừng sẽ có người khác nhặt được và giúp họ. Vậy thì tốt rồi. Bố đồ nhỏ, con có thể giữ cái chai này làm kỷ niệm không? Đương nhiên rồi. Đây là một việc rất có ý nghĩa. Mẹ về rồi đây. Hôm nay mua không ít đồ. Bố đồ nhỏ, chai thư kìa. Đúng là chai thư thật. Chai thư gì chứ? Mẹ tập về. Chính là cái chai này. Nó từ bên kia đại dương trôi qua biển mới tới được đây. Chứa đầy bất ngờ, thần bí, ngẫu nhiên, mong chờ. Hai bố con thật biết nói đùa. Mẹ tập về. Đây không phải nói đùa. Mẹ lấy chai thư này ở đâu thế? Hai bố con mở ra xem là biết ngay mà. Hả? Quảng cáo của siêu thị. Hai người xem, quảng cáo có sáng tạo không? Nhét quảng cáo vào trong chai. Cái chai này lại có thể đựng đồ, tốt biết bao. Con đồ to, con nhặt được chai thư này ở đâu? Trong hồ nước trước cửa siêu thị. Thì ra là như vậy. Bố đồ nhỏ, tuy đây không phải là bức thư thần bí, nhưng con vẫn cảm thấy rất phấn khích. Con đồ to, chúng ta không sai. Chúng ta thật sự đã trải qua một khoảng thời gian thần bí. Con sẽ thu dọn đồ chơi ngay. Món quà bất ngờ.
bố đồ nhỏ, có thứ gì con có thể bán cho bố không? Vậy là ý gì? Thế nào gọi là có thứ gì con có thể bán cho bố không? Sắp đến sinh nhật mẹ Tập về rồi, con muốn tặng mẹ Tập về một món quà. Cách nghĩ này hay lắm. Sau đó thì sao? Nhưng mà con không có tiền, cho nên nếu bố muốn mua thứ gì, chỉ cần con có, đều có thể bán cho bố. Sau đó dùng tiền đó đi mua quà cho mẹ Tập về. Vậy bố trực tiếp đưa tiền cho con là được rồi. Không cần, tiền của bố là của bố. Con muốn dùng tiền của mình để mua quà cho mẹ cơ. Thì ra là như vậy. Bố đồ nhỏ nghĩ ra một cách này. Con có thể dùng đồ của mình đi trao đổi với người khác. Có thể sẽ đổi được món quà thích hợp hơn cho mẹ Tập về. Đôi lúc chia sẻ, có thể nhận được nhiều hơn đấy. Vậy quyết định thế đi. Chú Mao, chú có muốn xe đồ chơi không? Xe đồ chơi cho chú sao? Đây không phải đồ chơi cháu thích nhất sao? Đúng thế, cháu không cần tiền, nhưng cháu muốn đổi lấy một món quà. Chuyện này là thế nào? Sắp tới sinh nhật mẹ Tập về, con đồ to không muốn lấy tiền của tôi, muốn dùng khả năng của mình để đổi lấy quà, cho nên mới đem món đồ chơi yêu thích nhất đi trao đổi. Thì ra là như vậy. Được rồi, vừa đúng lúc chú có một thứ rất thích hợp làm quà để trao đổi với cháu. Quà, sô-cô-la là thứ mẹ thích nhất. Quả nhiên là một món quà sinh nhật rất tuyệt vời. Dùng món đồ chơi cháu thích nhất đổi lấy cái này, cháu sẽ không hối hận chứ? Không hối hận. Cái gì? Anh vẫn đang tăng ca. Chị Hoa Hồng đang làm gì thế? Sinh nhật của em, anh cũng quên rồi. Chứng tỏ đối với anh thì em chẳng hề quan trọng, ngay cả quà cũng không có. Vậy thì chia tay đi. Bố đồ nhỏ, chị Hoa Hồng không nhận được quà sinh nhật. Chị ấy đang tức giận với ai thế? Có thể là cãi nhau với bạn trai của cô ấy. Chị Hoa Hồng, sô-cô-la này tặng chị làm quà sinh nhật. Sao lại thế được? Chị không thể vô duyên vô cớ nhận quà của em được. Nó đang dùng món đồ chơi yêu thích của mình đổi lấy một món quà tặng mẹ. Cháu có thể chọn một thứ gì đó để trao đổi với nó là được. Như vậy à, cháu đúng là có một thứ có thể trao đổi với em ấy đây. Thật ư? Tốt quá rồi. Đây là của người khác tặng chị. Có điều chị đã có một chiếc rồi, cho nên không dùng tới. Rất thích hợp làm quà tặng mẹ Tập về. Tốt quá, sô-cô-la đổi được một chiếc ô. Mẹ nhất định sẽ thích. Cô đám mây, mau qua đây che ô cùng bố con cháu. Cảm ơn. Có điều đây là ô của phụ nữ. Hai người, đây là một quá trình rất vòng vèo. Con đồ to muốn tặng quà cho mẹ, cho nên dùng đồ chơi yêu thích của mình đổi lấy sô-cô-la. Dùng sô-cô-la đổi lấy ô, cho nên cuối cùng thành ra thế này. Thật đúng là một đứa con ngoan. Cảm ơn cô đám mây. Đồ to, cô dùng một món quà khác đổi lấy ô của cháu được không? Quà gì ạ? Đây là nước hoa người khác tặng cô, nhưng cô lại có một lọ giống như vậy, cho nên lọ này tặng cho mẹ cháu. Mẹ cháu nhất định sẽ thích. Nước hoa thì tốt, mẹ cháu rất thích nước hoa. Thật sự cảm ơn cô. Đừng khách sáo, con cái biết yêu thương mẹ mình, tôi cũng rất cảm động. Mệt quá. Cô ơi, cô vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Lọ nước hoa đẹp quá. Đây là quà cháu tặng mẹ đấy. Mẹ cháu thật có phúc, không cần phải giống như cô đây. Ngày nào cũng ở cùng với rác, mùi trên người thật là khó ngửi. Cô cũng có thể dùng nước hoa mà. Làm gì có thời gian chứ, hơn nữa nước hoa đắt lắm. Cô ơi, cô vất vả rồi. Lọ nước hoa này cháu tặng cô. Cô có thể dùng sau khi tan làm. Đảm bảo sẽ khiến cô có tâm trạng tốt. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Đợi một lát, cô có quà này tặng cháu. Đây là chiếc kim cài áo cô nhặt được mấy năm trước, không tìm được người đánh rơi. Cô rất thích, nhưng không có cơ hội đeo. Giờ tặng cho cháu. Cháu đem nó về tặng mẹ. Mong là mẹ cháu sẽ thích. Cảm ơn cô. Mẹ Tập về, con về rồi. Mẹ Tập về, sinh nhật vui vẻ. Anh đã đặt bánh gato rồi. Hơn nữa con đồ to còn tặng em một món quà rất đặc biệt. Cuối cùng đã kể xong. Mẹ Tập về, em làm sao thế? Đây là chiếc kim cài áo của mẹ cho em. Một con bướm có hai cánh, bị mất đã lâu rồi. Thật không ngờ có thể tìm lại được. Thật đúng là kỳ diệu. Bố đồ nhỏ nói đúng, chia sẻ có thể đem lại vận may. Cảm ơn con đồ to. Bố đồ nhỏ, món quà sinh nhật này thật có ý nghĩa. Mẹ rất thích. Giáo của thầy Đại Mao.
Đây chính là cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Các vị phụ huynh, ngày hội phụ huynh hôm nay, ngoài tiết mục biểu diễn hợp xướng nhiệt tình của các em, còn có tiết mục biểu diễn tài năng của cô Nguyệt Nha xinh đẹp. Chào các vị phụ huynh, tiết mục của tôi là một tờ giấy nhỏ. Wow, con ếch. Em muốn hươu cao cổ. Em muốn cân thỏ. Bạn nhỏ nào cũng có. Nhìn kìa, thầy đại mau bắt đầu biểu diễn rồi. Bố đồ nhỏ, nếu bố giỏi như thầy đại mau thì tốt biết bao. Làm gì có Tôn Ngộ Không đánh Côn Nhị Khúc chứ. Vậy bố đồ nhỏ biết không? Đương nhiên là bố biết. Chẳng phải chỉ là hai cây gậy thôi sao? Chúng ta mời bố đồ nhỏ lên biểu diễn Côn Nhị Khúc được không? Cuối cùng cũng có người đỏ sức với tôi rồi. Con đồ to, bố cháu thật là hài hước. Trình độ này của anh còn không bằng tôi hồi mẫu giáo nữa. Cái trò gậy gộc này thì có gì hay chứ. Có bản lĩnh thì chúng ta thi cái khác. Thì nhảy dây đi, năm xưa tôi là vua nhảy dây đấy. Bố đồ nhỏ, thầy đại mau nhảy dây giỏi lắm. Bố có làm được không? Thầy đại mau giỏi quá. Vậy tính là gì chứ? Bố để thầy con nhảy trước một lúc, nhường thầy con thôi. Con được ta, nhìn này. Bố sắp tăng tốc rồi. Bố đồ nhỏ, sự cố, đây là sự cố thôi. Giờ thì phục rồi chứ. Không phục, thi tiếp. Thi thì thi. Bố đồ nhỏ cố lên. Bố đồ nhỏ cố lên. Thầy Đại Mao, cảm ơn thầy đã cứu em. Chuyện nhỏ, đây chính là khả năng phản ứng nhạy bén của thầy. Con được to, con không sao chứ. Không sao. Cây cầu bị gãy rồi, sau này các em không chơi được nữa rồi. Vấn đề cầu đường này cứ giao cho tôi đi. Đúng, bố em là kỹ sư cầu đường mà. Chuyện này có gì khó đâu, tôi cũng làm được. Các em đừng chớp mắt. Chúng ta cùng nhau chứng kiến sự ra đời của cây cầu mới. Cây cầu này xấu quá, thầy Đại Mao. Cây cầu này có đi được không? Chắc là đi tạm cũng được. Để em thử. Cây cầu này nguy hiểm quá. Để tôi làm cho. Giờ thì an toàn rồi. Sơn thêm chút màu sắc vào chắc là sẽ đẹp hơn. Để cháu sơn màu cho cây cầu. Bố đồ nhỏ giỏi quá. Cháu cũng muốn sơn. Bố đồ nhỏ, cây cầu anh làm đúng là rất đẹp. Tôi phải học tập anh. Không có gì, không có gì. Qua, thầy Đại Mao muốn học bố đồ nhỏ. Vậy bố chính là thầy giáo của thầy Đại Mao rồi. Đúng thế, ai có bản lĩnh hơn, người đó chính là thầy giáo. Vậy rốt cuộc ai là thầy giáo đây? Mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Chúng ta nên học hỏi lẫn nhau mới đúng. Thì ra là như vậy. Thầy Đại Mao à, không biết tôi có thể học thầy đánh Côn Nhị Khúc không? Khách sáo rồi, không thành vấn đề. Thank you.
gờ giảm tốc 3D. Chúng ta đã nhặt được 12 món rác rồi. So với tuần trước thì rác đã ít đi rất nhiều, chứng tỏ mọi người đều biết bảo vệ môi trường. Đằng kia có một cái nút chai, là của mình, không được tranh. Cẩn thận. Cẩn thận đấy. Tiểu Minh, cậu không sao chứ? Này nhóc, đừng có chạy lung tung. Rõ ràng là xe đi nhanh quá mà. Thật là, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách để xe trong khu dân cư đi chậm lại. Đầu to, thế này có được không? Được chứ, thế này sẽ khiến mọi người lái xe chậm lại. Chỉ mong các xe có thể đi chậm lại. Chuyện gì thế này? Cái gì đây? Cô phải hứa không được lái xe nhanh trong khu dân cư, cháu mới để cho cô qua. Đúng là nguy hiểm quá. Sao trong khu dân cư lại bị tắc đường thế này? Con đồ to, con đang làm gì thế? Chặn đường thu phiếu sao? Mau tránh ra, tránh ra. Chuyện gì đây con? Không được, trừ phi họ bảo đảm có thể lái xe chậm hơn, bọn con mới để cho họ qua. Lái xe nhanh trong khu dân cư rất nguy hiểm. Con làm thế này càng nguy hiểm. Tự nhiên đặt chướng ngại vật trên đường là không hợp pháp. Nếu dưới cảnh sát tới sẽ phạt tiền đấy, con biết không? Hả? Nghiêm trọng như vậy ư? Bố hiểu suy nghĩ của bọn con. Muốn giải quyết vấn đề có rất nhiều cách. Chúng ta cùng nhau về nhà nghỉ cách. Cùng về nhà thôi, Tiểu Minh cùng đi nào. Bố đồ nhỏ, chúng ta nên đặt cái gì thì chú cảnh sát mới không phạt tiền chúng ta? Chuyện này để bố nghĩ thêm đã. Con có cách rồi. Con dùng sơn viết chữ lên mặt đường, nói cho người lái xe biết phải đi chậm. Như vậy nhất định sẽ có tác dụng. Vậy cũng không được, sao có thể tùy tiện viết chữ trên mặt đường chứ? Vậy phải làm sao đây? Đúng thế, chắc dùng nước cũng không được à? Đúng rồi, chúng ta dùng nước viết là được. Dù sao thì dùng nước cuối cùng sẽ không để lại dấu vết gì. Vậy chúng ta cùng thử xem sao. Được rồi, để bố đứng gác giúp hai con. Tốt quá rồi, thế này sẽ không có vấn đề nữa. Thế này được rồi, mọi người nhìn thấy chữ sẽ không lái xe quá nhanh nữa. Chữ viết bằng nước dễ khô quá, người lái xe đều không nhìn thấy. Đây là cái gì? Cái này à? Cái này là hình vẽ 3D. Nhìn vào rất giống đồ vật, nhưng đều là vẽ trên giấy. Sờ vào thì không có đồ vật gì hết. Hai con nhìn đã hiểu chưa? Cái này bố vẽ được không? Cái này ư? Không khó vẽ. Bố dù sao cũng là kỹ sư, có một số kỹ thuật cơ sở của hội họa. Hiểu được kết cấu là vẽ được. Tốt quá rồi. Đề nghị của mọi người chúng tôi đã xem xét rồi. Ý của chúng tôi là đồng ý với đề nghị đó. Có thể vẽ gờ giảm tốc 3D mà mọi người nói trong khu dân cư. Như vậy chúng ta có thể dùng nó để bảo vệ an toàn cho mọi người. Thế này chắc chắn có hiệu quả. Yeah, tuyệt quá. Con đồ to, chúng ta thành công rồi. Bố đồ nhỏ, chú cảnh sát, chúng ta vẽ gờ giảm tốc 3D trên những con đường khác nhé. Như vậy cả khu dân cư sẽ không có ai dám lái xe nhanh nữa. Được. Đây gọi là sức mạnh của trí tưởng tượng. Yeah, gờ giảm tốc 3D, thành công.
đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.